Nó đâu là ăn mà. Chấm muối tiền, chấm muối tiền, chấm muối tiền. Ở đây con sò lông nha cả nhà. Họ chấm muối tiền. Đó. Họ đưa cho biết. Mời cả nhà nha. Mới lên game trời ơi. Chào bài. Chào bài. Bạn gái như gái. 8 phút nữa. 18 phút nữa, 17 phút nữa. Mới 42 à. Mô kiểu này con của dậu còn phải phơi dài dài trời ơi, Migo quá. Hay quá Migo ơi. Cho còn dậu làm cơm gì biêu đồ ăn đi, thèm ngang đó. Đây đây là con đồ biêu đồ ăn luôn nha. Ghi biêu đồ ăn 18 cộng. Nó hơi nhức não nha mọi người. Ăn lâu ra không chị? Có, tại đây nè. Ăn rồi, ăn rồi. Ăn rau nó thơm, ăn rau làm cho nó sung đó chị. Rau gầm miếu, ăn rau miếu yếu chích ổng với con nó ăn nhiều. Ừ, vô thường à. Rau gầm mà lúc mà đang sung á, là rau gầm cho nó xìu xuống. Cái gì hồi đó chị có bầu cái độ nặng không đâu. Con gái không tốt. Gái không tốt, gái không tốt. Đúng rồi, nhớ thời thời của mình còn uống nước dạo, còn thời nay là đâu ai biết nước dạo là gì đâu. Hồi xưa nhà để gạo giờ nó tẩy quá, uống cái ghê quá. Hồi xưa mình nó không có tẩy. À, hồi xưa tẩy rồi, cái đây không biết. Nấu một nồi cháo giục có ai ăn, ăn có cơm đâu mà. Phần dưới chứ giải lại xong nó cũng tẩy rồi Sương ơi, nó tẩy gạo trắng tươi à. Ủa tẩy được cái gì? Tẩy được cái gì? Tẩy cho gạo em trắng nó đẹp. Còn dù không tẩy cũng ăn được mà phải không? Không, không tẩy cho em vẫn ăn được, nhưng mà cái gạo nó đột, nó hôi cái tháng. Cũng bị hôi. Ủa chứ hồi xưa sao có bị hôi không? Cũng có, tại vì bây giờ mình ăn ở đây quen, cái mình về quê mình ăn gạo dưới quê là mình thấy nó ăn không được luôn á. Cái mùi này luôn. Gạo dưới nó vàng lắm. Nó vàng, nấu lên nó vàng lắm. Giống như củ gì không? Đúng rồi, giống như cái tiêu gì đó. Ờ, đúng rồi. Ủa sao em về quê chơi hoài mà nó cái bị đâu? Có chỗ có vô có nấu à. Tại vì anh về quê. Hồi xưa về quê liên tục luôn á. Chỉ là mà về quê này ăn đồ gạo tẩy không? Không đâu biết đâu. Bây giờ dưới quê mà dạng như có nhiều cái chỗ quê ta ăn gạo dưới quê luôn. Nhiều khi gạo này ta ăn gạo xuất khẩu. À, không biết em về nhà ăn quê cũng bình thường. Bây giờ mình ra chợ cũng vậy. Giống như bạn con bán sầu riêng dưới nó giờ sầu riêng mà không ngâm thuốc là sầu riêng không ngon. Cả nó thẳng vô luôn cái không ngâm là không ngon. Nó ngọt với nó sượng. Ngâm vô. Sầu riêng mà không thuốc có là chỉ có Đà Lạt á. Ở Lâm Đồng á nó dớt xuống nha. Hồi xưa em mua sầu riêng sống mà. Cái ông đó cho em biết căn nhà có một đài xưa có mình mà nó ngọt nó thơm. Bây giờ thuốc chị Duyên hẹn ai mua thuốc hả mà đâu tới giờ dạ? Dạ đâu có đâu. Không có tôi nguyện đi á. Ai giờ tôi nguyện đi. Giảm cân mà sao thấy em nhai hoài vậy to. Trời ơi, em ăn này là em ăn đồ này để cho no cái bụng nha, chứ thiệt ra ăn này là không có mập nha. Chị ăn tinh bột em sẽ hẹn chứ ăn tinh bột nha cả nhà. Bữa nào dậu kìa view ốc dồi sen đi, dậu ha 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 trời ơi ba ba. Những gì em nói thật chị đừng chị khỏi nhìn chị Trang. Bánh đòn anh hay ăn hành bối của ông sĩ ông sủi. Có bầu nuôi cá 899 ca đó em, nhưng ship tới nhà giả nóng hỏi có em nói còn đưa địa chỉ đi em đi anh ship nói anh đưa thì anh đòn. Trời ơi ok nha chị, anh đòn ăn không em mua em ship qua cho chị luôn nè, theo lời anh Tư Nguyễn nè. Bye bye cả nhà, chúc mọi người mọi vui vui khỏe. Chảy gạo nó không bị mốc để à nó chảy gạo nó không bị mốc để lâu, ủ gạo để lâu bị hư hả con? Bỏ nó ăn hết luôn. Mà mình bỏ cục than vô. Bỏ cục than vô là không có bị. Gạo mà hư được nó nói giờ không biết luôn. Bị đâu có đâu biết nội chợ đâu. Bỏ cục than vô. Ủa vô gạo nó để được khoảng bao lâu ví dụ nó đúng ra? Ý là để không tẩy là để được bao lâu nó hư? Không tẩy nó nhanh hư. Tẩy gạo nó không bị mốc để lâu được, còn không tẩy dễ bị mốc và không để lâu được. Còn cảm ơn cái bên nha. Nó chắc tẩy gạo quá.
cái bên là nhà năm đại lý gạo mà. Nguyên một cái con gạo với từ Tiền Giang luôn. Bắt đầu quăng nữa. Phải không? Thế. Dạo này đã nói nhiều lắm. Đó bye bye anh Kim Đời nha, đi sớm nha anh ơi. Công việc vui vẻ nha anh ơi. Bữa giờ này bên anh Tổ chắc đi ngủ không anh? Rồi ba anh Kim đẹp trai. Dạ, bye bye anh Kim Đời nha. Chỗ anh nói anh Như cho Văn Liêm có chi nhánh phải không anh Tân? Anh Kiều, anh Tân Nguyễn, anh Vigo, Kevin Minh, dạ anh Tim đúng rồi đó Vigo. Còn chỉ giỏi review ăn uống 18 cộng là hay, trời ơi. Em còn nhiều cái hấp dẫn lắm nha, tại vì mọi người chưa khám phá nha. Ờ, con bây giờ cũng gần 2 tiếng rồi, thôi anh Tấn Nguyễn đi rồi. Chuẩn bị đi công việc rồi đó mọi người ơi. Lo sắp xếp ra sinh nhật chu đáo. Đó, mọi người anh dậu đi rồi ủng hộ cho em Diên Nhiên Phiêu Long luôn nha cả nhà ơi. quên thì xin giống như bà bán nước. Ủng hộ anh Nhiên với Tàu với Phiêu Long thôi nha. Đó vui vẻ nha cái màn hình là ủng hộ nha mọi người. Qua khỏi màn hình cho lên tiếng nói đi. 50 chai rồi. Được rồi. 100 chai rồi. Wow. Trăm rồi. Ủa, giữ về vậy. Thì sơn gì đất nữa. Ủa ai ủng hộ 50 chai đâu. Anh đất tìm mình rồi. Lật dai mà thua vào đồ bộ đấy không? Bây giờ biết muốn đi mặt cái gì vậy? Ta nói là tại vì trái chín cây mà. Bây giờ lát được nhiêu rác lưỡi lam. Người ta nói nè, túi 100 triệu mà khích mặt đồ bộ, dính 100 cái nợ là khích mặt đồ hiệu đó. Lật dài vậy chứ không có một cắt nha. Ờ, tiệm người không chi nhánh nha Vigo, để nào ăn em ăn thử, em cũng nghe nhiều người khen ngon. Rồi anh Vigo ăn luôn, em ship qua giùm anh ơi, em lấy tiền ship qua anh ơi. Trời ơi, như là mấy chị đưa tay thôi là như là vô lòng luôn. Tụi nói thôi rồi. Còn chọn kia mày đặt hoài mày quên cái việc đưa lại cái chết tao luôn. Trời ơi, vợ của thì cái nhìn những chả nước nhìn vãi mắt luôn á. Trời ơi, đâu biết đâu, mình không phải là thích mà vô tình đúng không? Vô cỡ không? Rồi cái con gì nó nói mình là tao ngồi mà lớn tuổi rồi không có ngồi cái gì lịch sử. Đâu mày sẵn vậy trời. Tại lúc con đi ra đi vô con ngồi nè. Đấy là mình phải giác. Vậy là chị Duyên lộ hàng hả? Có lộ đâu. Em lộn dọn vô hả? Duyên không mới lộ hàng. Còn mấy chị hàng nha, nội chị hàng đó hả? Rồi xui 3 năm luôn á chị. Có 20 con gấu mà. Xui 3 năm luôn á. Rồi. Nãy giờ em tưởng anh ngủ giúp cho mình ngủ rồi chứ. Rồi ông sủi có mấy loại. Cua Quỳnh Đế, Alaska cũng ngon đó mấy anh chị, đúng rồi anh Kevin Minh. Ông sủi đâu? Sủi mắc lắm. Ồ, anh Tân anh ăn bào ngư là một con, một thố gần 900 ngàn. Miếng mà xào cua 750 một thố đó. Trời ơi, em con cuộc đời con chưa bao giờ ăn được cái đó. Sao chưa ăn? Con chỉ ăn nhìn thôi á, nếu mà ai bao thì ăn được. Nè nè, bây giờ chị nói người bao, có người bao chị dám ăn không? Xào đi, ăn luôn, có bao là có bao kìa. Anh Minh Đắc ngủ đi ăn kìa. Anh mua về đây cho nhớ mà. Ủa thôi thôi, giờ em không ăn của bây chị. Bây giờ là Minh Đắc chị. Bây giờ là có người phía bên chị có bao ngư kìa. Bao ngư đâu? Bao ngư kìa. Này sử dụng không có được. Kevin Minh ơi, nãy giờ em làm bài chuyện mà sử dụng trên giường anh Tân Nguyễn ơi, kha kha kha. Quá trời luôn dính tinh. Dạ. Ông lẹ này đó. Lẹ tự nhiên hỏi bầu ngư đâu? Đây nè Nhiên. Quá trời quá đất. Ông nhanh lắm, cái vụ đó là ông nhanh lắm. Anh Tân Nguyễn nó phải gài xuống cái đài. Cái đài 18 cộng á là ông nói chuyện. Ông nói tới tới luôn. Hồi xưa ông còn nói kéo cái kia bắn bắt một cái. Nẻ bóng lầm độ lắm. Ờ. Lầm độ nữa. Hồi xưa là nói dữ luôn. Năng niêu năng chứng ứng như hoa. Ông kéo gì thôi sao còn hàng này ông cho ấy được. Không kéo gì tại nói từ từ nghe đừng có lỗ. Tại vì cái hàng của bà nó giãn, có độ giãn, tôi biết to được độ giãn. Độ giãn. Trời ơi, của tôi là còn chinh. Của nó còn vô. Mọi thứ này nói chuyện à. Thì kéo giãn ra bà kéo. Ê, giãn được mà rồi ông còn nghiêng đầu 45 độ nghiêng đầu 45 độ để né nữa đẹp luôn á. Né không né uống nước đá với mày à. Da này đâu uống nước đá không có tay anh nói muốn nói chuyện nhau cái dài giữ lại 18 cộng không ông nói chuyện chứ không dài 18 cộng đâu không nói chuyện đâu. Rồi chuyện lặt vặt là cái gì ca anh Vít Tinh. Trời ơi. Rồi ok anh chị bói bói, chuyện nãy giờ mọi người đã biết hết từ lúc đầu rồi chị ơi.
ship qua nơi nào chị nha, chị Hảo Võ Kỳ ship ráp đúng rồi, lặt vặt nè đó anh Nhất Kinh, anh nói lặt vặt anh nói thẳng làm cái gì chứ, làm lặt vặt mà làm trên giường nữa là cái gì, anh làm với nam hay nữ đi anh, chắc là vạch lá kèm sâu quá Kevin Minh ơi, trời ơi vạch đủ chưa anh. Rồi mấy cái mấy pha giật đá kìm sâu kiếm anh Tuấn Nguyễn là hơi bị tới nha. Anh Tuấn Nguyễn là mấy người mấy giật lá kìm sâu là anh khoái lắm nha mọi người. Cái nào mà bò ảo là anh khoái lắm. Thích đi tìm ẩn số. Ổng tìm ẩn số. Đúng không? Có nhìn nữa. Nhìn liếc vô trong rồi. Ê! Có dây đâu má. Tôi bứt dây hết, ông làm dây đứt hết, tôi mới mặc áo lệch hoài. Mai tôi lệch hai bên. Trời ơi, Tuấn Nguyễn ơi. Em đi chùa mà không đi. Ha ha ha, con sâu. Không vậy má, sáng mình đi đây, sáng mình đi chùa cho lóc đi. Thôi má mới lượn hẹn má. Nè má cho vợ thùng không mà. 8 giờ phải đi. 8 giờ phải đi. Mai mày đi sớm. 8 giờ đi rồi đi. Chùa Châu Đốc là ở đâu? Ở nhà quận 7 á. Ở nhà Hòa luôn, mối chị Hòa đó kìa. Bánh gấu nó hồn, bánh gấu nó hồn. Bánh gấu Hòa. Ăn thấy con gấu quá. Bây giờ đáng là xưa đó. Hướng về đứa kia, bây giờ qua chị vậy đó. Chị này hành con gấu thì người gì ăn thằng sợ. Tính ra chị Duyên từ ngày lên like lên clip cái là chị Duyên cái đầu qua quá ha, số đầu qua rơi luôn á nha. Lắm mối tối nằm không mọi người ơi. Chị thử mà chị mở cửa phòng trọ đi con có một nằm không không? Gấu rồi đó. Ngán rồi. Gấu rồi, chị này gấu rồi. Gấu rồi. Chắc qua cơm trà. Đó hồi đó hồi lên. Chuyến này là một xích 5 3 triệu, 2 triệu. Ở đâu có mua 10 rồi 10 hộp. Ủng hộ 10 hộp. Thì chủ tịch là bàn cá vàng trong bộ môn vạch lá kìm sâu. Ông Bigo quá trời luôn. Nghiêng hôm nay mặc áo như vậy sao Tuấn Nguyễn chịu nổi, trời ơi nhìn là muốn sưởng rồi. Rồi cứng đơ luôn á. Đó cứng đơ. Nhìn ngoài quá. Không có nói được lời. Nhìn Nghiêng cũng muốn khởi ghê luôn. Trời khởi. 2 giờ đi thì cha khởi hoài. À ghè mối bánh đông đen chuyển qua chị Nghiêng ha. Trời ơi Kevin Minh quá trời phủi phủi. Mình gói này nọ nè Vigo, trời phải không anh? Kha kha kha, việc chính thứ lặt vặt gì anh Vít Kinh, đàn ông anh em mình chỉ có nhiêu đó mà thôi anh. Không có tha lỗi cho đâu. Không có xin lỗi mà không tha lỗi. Ông hôm làng á. Dạ. Ở đó hai người á, đưa nó vô con đường cùng, không có tha lỗi, không có thôi, không tha lỗi cho nó, ai? Xin lỗi. Bánh hôm làng. Thiêu ai mới được. Nó nói hai người đó. Hai người là người tên nào? Toàn Tà Dậu. Thôi khỏi luôn đi. Thôi Tuấn Nguyễn đi nha. Thôi bây giờ thôi em xuống lại. Chào mọi người cái xuống lại anh Tuấn Nguyễn ơi. Đi vô xong rồi đi vô. Kì gặp nhau. Đó đó. Họ anh Tuấn Nguyễn giờ chỉ có mắt nghênh thôi. 2 giờ nhanh quá ha. Thời gian nhanh quá mọi người. Phiêu Long. Nhìn Phiêu Long thấy cưng quá. Trời ơi cưng vô lay hay sao anh Kevin Minh.